cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung 13 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, quê Nam Định. 1. Đồng chí Trần Quốc Cường, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban nội chính Trung ương. Đồng chí Trần Quốc Cường sinh vào ngày 3 tháng 11 năm 1961, ngày vào Đảng 19 tháng 11 năm 1985. Quê quán phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, phó trưởng ban nội chính Trung ương, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn phó giáo sư, tiến sĩ luật, kỹ sư toán ứng dụng. 2. Đồng chí Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Giang sinh vào ngày 14 tháng 10 năm 1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, thượng tướng, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học quân sự. 3. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, bí thư huyện ủy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đồng chí Vũ Mạnh Hà sinh vào ngày 4 tháng 12 năm 1979, ngày vào Đảng 4 tháng 4 năm 2003. Quê quán xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 dự khuyết, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, bí thư huyện ủy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ Đại học Y khoa Thái Nguyên, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. 4. Đồng chí Vũ Hải Hà, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Đồng chí Vũ Hải Hà sinh vào ngày 1 tháng 3 năm 1969, ngày vào Đảng 1 tháng 4 năm 1995. Quê quán xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 13-14, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý chính sách công, cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ. 5. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký sinh vào ngày 10 tháng 7 năm 1972, ngày vào Đảng 2 tháng 4 năm 1992, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống, cử nhân khoa học môi trường. 6. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng chí Nguyễn Thanh Long sinh vào ngày 3 tháng 9 năm 1966, ngày vào Đảng 31 tháng 7 năm 1999. Quê quán xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bộ trưởng Bộ Y tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn giáo sư, tiến sĩ y học. 7. Đồng chí Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đồng chí Phạm Bình Minh sinh vào ngày 26 tháng 3 năm 1959, ngày vào Đảng 19 tháng 5 năm 1984. Quê quán xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 1 năm 2009, chính thức từ tháng 1 năm 2009, khóa 11, 12, 13. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật pháp và ngoại giao. 8. Đồng chí Lại Xuân Môn, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Cao Bằng. Đồng chí Lại Xuân Môn sinh vào ngày 29 tháng 11 năm 1963, ngày vào Đảng 18 tháng 1 năm 1984, quê quán xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh, chức vụ
Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đại biểu Quốc hội khóa 14, trình độ lý luận chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn, tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ kinh tế học. 9. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc sinh vào ngày 28 tháng 9 năm 1968, ngày vào Đảng 26-23 tháng 6 năm 1988. Quê quán phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 3, đại biểu Quốc hội khóa 14, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành. 10. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Đồng chí Đoàn Hồng Phong sinh vào ngày 2 tháng 1 năm 1963, ngày vào Đảng 30 tháng 12 năm 1993, quê quán thị trấn Quý Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa 14, trình độ lý luận chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. 11. Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Vũ Hải Sản sinh vào ngày 12 tháng 5 năm 1961, ngày vào Đảng 22 tháng 4 năm 1983, quê quán xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân quân sự. 12. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Trần Văn Sơn sinh vào ngày 1 tháng 12 năm 1961, ngày vào Đảng 19 tháng 5 năm 1995, quê quán xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 14, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế xây dựng. 13. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phạm Gia Túc sinh vào ngày 20 tháng 5 năm 1965, ngày vào Đảng 24 tháng 6 năm 1989, quê quán xã Nam Thành, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.